Bây giờ tranh thủ trong quốc này nó còn lưu hay là nè, mua cái này cho tính mặt nè. Trời ơi, đi quay về cực khổ mà mua cho tính mặt. Đáng lẽ tính thay mặt cái này cho tôi đây nè. Con để làm sao đi? Vô toilet thay liền má. Toilet thay liền cho tôi đi. Không thay nó vậy mà. Đẹp hơn nè, mua cho tính nè, để tính về quê nè. Đúng rồi, để về quê mẹ tái về quê lại luôn. Vừa thấy chưa? Thấy không? Đó, mua cho tính á. Cảm ơn anh trời á. Nhớ không? Đó, mặc cái này chụp hình cho tôi coi chưa? Mẹ con mặc cái này chụp con hả? Có phải, chứ mua cái gì hoài của con mà. Không dành gì của mẹ. Nó cứ mặc thử cho. Mặc thử đó mọi người. Coi chịu đời chịu thấu hơn hả, tôi mua cho mẹ tính ha. Người bạn của tôi. Chặt thôi tóc tóc. Rất đâu. Rộng, rộng thông hình vậy mày nghĩ sao mẹ tính mặc chưa? Mắc cỡi cái gì vậy? Không phải phải có mặc không nó dễn nè. Không có, mắc cỡi mắc kéo cái áo kéo mẹ áo mặc nữa nó dễn. Mắc cỡi ra đi con đi. Má kéo mỏ rồi rồi. Cũng ngựa lắm nha, cũng ngựa lắm. Để phải không? Dạ. Thiệt á, từ ngoài Quảng Hải vô mà qua không có quay được cảnh nào với mẹ hết trơn, tại qua bận lịch quay suốt à. Nè, con đi dạ. Vô, thấy đâu. Con mới quay xong con mới chạy qua đây luôn nè. Dạ. Tới rồi, tới này không về quê được rồi. Không về mà. Về không? Ừ. Ê, bữa nay ba kia về kìa má ơi, bữa nay mất cấp bộ. Mất cấp bộ. Hai mất cấp cho mẹ. Hai mất cấp cho mẹ. Con gì? Từ nào về? Không con gì. Con kiều quá. À con kiều đó. Kiều nó mất cấp. Để cái mẹt này đi xa thôi. Được rồi. Không có cái mẹt kìa. Nè, rất ai, là dễ thương nghe nó kìa mà cười là vậy đó còn không đánh. Á, à, bữa nay mang dép. Mang vậy? Không mang dép mà hả? Bữa qua chơi tất cũng không mang dép. Nè mẹ kể chuyện mẹ đi máy bay coi. Trời ơi, nó đem bằng đầu nó cắt lên thì không nó dễ ngàn mà nó tọa xuống nó chết là ba lần. Ba lần là chết nó cất lên thì dễ mà nó xà xuống ba ngày. Nó toàn có rụt có đánh xà. Có cái la lên không? Có xích đeo lại không? Có mà nó giật tính. Mà hôm bữa là mày có mẹ mặc quần dài hay quần đùi? Quần đấy, nó đâu có bét gì đâu. Bét? Trời ơi, hôm bữa con bị bét không nhớ em? Không mà có cáo hả? Gì cho? Trời ơi, nhớ quá à. Nè, nhớ thì cho tôi cho. Cảm ơn chị Dung nghe. Cảm ơn chị Dung nghe. Tôi đi quay tôi rất là cực khổ, tôi vẫn tranh thủ tôi. Tôi lên mẹ tôi chạy ra ngoài chợ quý tôi mua cho bà. Dạ mua gì cho con? Không, trời mẹ tính là bạn má mà con. Ủa con qua con gọi điện cho má cơ là để tặng con dâu con. Cái đó con trâu người ta tặng cho má. Nhưng mà cái này là quà má bằng tên mẹ tính. Trời đất ơi. Trời người ta tặng con không có ý kiến vô sao người ta gọi quà cho má. Đi máy bay sợ mặt mày sẽ lè sẽ lét à. Nó cắt lên thì không nói gì nó xè xuống. Xè là xà xuống là coi như là cái bánh đập rung là tim bay hết rồi. Bay ra quà luôn. Thôi bây giờ vô trong đi mẹ. Bây giờ vô trong là đông lắm mà nãy giờ qua đói chứ tại vì qua không tiếp. Đây tao vô ăn đi con. Rồi 3 2 1. Rồi, giờ nha. Lại nha. 3 2 1. Rồi tán đi nha. 3 2 1. Ok, cảm ơn mọi người. Bây giờ đợi chút rồi mới cầm nè. Thôi đứng đây đợi đi nha. Đứng đây đợi đi nha. Đứng đây đợi giùm tôi cái đi nha. Đây là mẹ Tân sau khi đã thay cái áo của má Phương Dung tặng là rất là đẹp xuất sắc. Mà ơi ba hả, giờ để cái có cái kéo không con? Có cái kéo không? Ra ngoài này bước đi má, ra ngoài. Nữ hoàng tinh. Anh luận vúa vúa cái nghề em mấy bà về thì tôi gửi lời thăm mấy bà nha. Tôi mà không về Tết thì qua Tết tôi cũng về. Qua Tết gì đây? Không, chắc cứ đợi con chút. Ra ngoài luôn. Nếu mà Tết không về thì qua Tết cũng về nha. Qua Tết là trong đầu đó. Không về chút tôi lát lấy số điện thoại bà. Tôi nhớ. Cho con vui lắm trời ơi, nhớ hồi đầu. Để ó đây luôn, cầm một cái kéo. Cái mạ. Cái
Dạ, kính thưa quý vị thông mến, chỉ còn 5 phút nữa thì chương trình của chúng ta sẽ chính thức được. Thì bây giờ xin hẹn Tết này là Phương Dung không về được thì qua Tết sẽ về chơi mẹ tính nha. Nè, có khán giả nói là ước gì hôn được mẹ tính á. Mà nó là khán giả của tôi mà nó không đâu ước hôn tôi mà nó ước hôn mẹ tính. Nó mẹ tính dễ thương quá, chân thật quá. Hả? Chi vậy? Là hôn đó hả? Không, đừng có đồn đồ. Mới biến là ông. Có này mặt là nghe cái người đẹp luôn nghe. Đẹp đẹp. Đẹp. Trời ơi. Tới giờ mua phải lựa, cho mua cho mẹ tính áo đầm mà tính không bận. Mắc cỡ. Mặc đồ của tôi nè, đó. Mẹ chê chưa đó. Đó. Mà bữa nay mặc dê nữa má ơi. Trời ơi, bữa nay mặc dê nữa kìa. Quá rồi. Cái mặt đẹp không? Ngày mai là về bắt đầu sợ về máy bay đó phải không? Sợ. Nghĩ quá. Rồi có quay clip sợ máy bay chưa? Thấy mặt rồi, không đủ mặt rồi. Vũ quay. Vũ quay hả? Người ta sợ muốn chết mà quay gì đó hả? Thương quá. À. Mai chiều mấy giờ về? 4 giờ. Cũng vậy để chút nó chào để hổng cầm cái số là ghi ra rồi về cái kiểu mày nó lưu vô rồi nhớ tôi đi hỏi thăm mà hôm bữa tôi có ly cho bà rồi đó về biển bay đặt lên cái vô gì đâu vậy hả nghệ sĩ vô vô đi biết đâu đó cái giao rồi gọi nha mời bà diễn viên tham gia vào bộ phim này là xa nhất. Cách đây là khoảng 850 cây lặn lội từ Quảng Ngữ vô Sài Gòn để đánh ba phân đoạn. Dạ, cái xe thì không trả mà bị anh Nam phạt hết 10 triệu vì cái tội quên thoại. Đó rồi, bây giờ... Và cái tên cuối cùng trong nhóm này là diễn viên Trương Lộc ạ. Đỡ 500 đô cho em đỡ. Dạ, em sẽ được nhắc là phần quà sẽ là một phần lạp xưởng Tết và mỗi người sẽ được nhận thêm một bao lì xì ạ. Dạ, mọi người đứng sát vô nha. Sát vô. Dạ, mọi người đứng sát vô em chụp một bao nào. Dạ, em bán lạp xưởng rồi, tặng lạp xưởng. Ok, cảm ơn mọi người. Rồi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn mọi người rất nhiều và bây giờ mình tiến tới khu vực em ai để bóc bao lì xì luôn ạ. Và em xin phép được mời tiếp tục nhóm các chị diễn viên tiếp theo là diễn viên khách mời anh Bảo Khương, diễn viên khách mời anh Lâm Hải Sơn, diễn viên khách mời Phạm Huy, khách mời Công Tiến. Uống tính ơi, hai đứa mình uống. Vô, 1, 2, 3, vô. Đọc cả quà chứ. Khoan để tôi kiểm cái đã, coi coi bảo đảm đúng không đã. Hay quá vậy. Trời đất ơi.
19 rồi, chị đọc làm sao ra số 19. Có đọc ra số 3. Chị giải. Lắm rồi, quay rồi. Nó chạy xuống kìa. Chị giải. Trời ơi, giang hồ ghê đó. Mấy dùng ra đây đi, mấy dùng. Bà đọc sao ra số 7. Hồi nãy số 1, bà đọc ra số 2. Giờ số 19. Số 7. 19 khác đi. Để đọc. Nè mấy dùng đọc số 19 đi mấy dùng. Hôm nay mới biết giang hồ phải vậy. Nè mấy dùng hai đọc nè. Cho đọc quá để đọc á. Để má đọc quá, để má đọc trong này. Má đọc đi má. Đọc số đó đi. Thôi má đọc số này đi. Ra 19. Má đọc số đó đi má. Hôm nãy ra số 19. 19 là nhỏ này nè. Chính trả gì? Bởi vì mới cần cần ca sĩ ca mà ca ra số 7. Tuổi em chưa cho tới mới 19. 19. Có ai ca tặng quà. 19 là nhỏ này 19. Rồi tặng quà luôn chú ơi, chú tặng quà luôn. Bây giờ tính ca đi, cái tính đừng ra đọc lô tô nữa. Tính đọc lô tô tính hại người ta quá à. Nghe. Giờ mình ca đi tính. Bye bye má Phương Dung mà. Qua với bà tính qua vô nhậu tiếp đi mẹ.